Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của tôi. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một video unbox một mô hình mới. Đây, chiếc Panda Russian State Transport RA65109. Chiếc bay này tôi đã được bay trên biển rồi nhé, trên hành trình từ Moscow, sân bay Domodedovo về thành phố Saint Petersburg. Đây là lần đầu tiên tôi sang Nga. Mùi Panda thì rất đơn giản, bên ngoài thì là cơ bản thì không có gì đặc sắc cả, chỉ phân biệt được bằng cái tem ở đây. Chúng ta biết có mô hình gì bên trong. Và bây giờ tôi sẽ mở hộp luôn. Tung vào 34 tỷ lệ 1:1, 400 thì nó cũng nhỏ thôi. Đây, chiếc máy này bổ sung vào bộ sưu tập Russia của tôi, bao gồm chuyên cơ và một vài máy bay chở khách khác như 24, 767, 319. Và đây mô hình Panda của chúng ta. Tupolev Tu-134A. RA65109. Các bạn nhìn thấy không? Chiếc này đã được cải thiện so với lại các chiếc khác là đấy, chiếc 65109 nó nằm thẳng dưới cái phần dẫn hướng này ở trên cánh luôn, chứ nó không bị tách ra nữa. Rất chi tiết, có hai anten ở trên đầu. Các bạn chú ý nhé, mô hình Tu-134 này á, các hệ thống anten của nó rất bé, rất rất bé. Nên là khi nhấc mô hình lên làm bất kỳ một việc gì các bạn hết sức chú ý, không là chúng ta sẽ bị gãy các anten của nó. Đó. Russia. Cho đến thời điểm này thì đúng là chưa có hãng nào làm mô hình Tu-134 đẹp như Panda. Đó, mô hình chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ cùng zoom cận cảnh lại, ngắm thêm chiếc máy bay của chúng ta nhé. Đó, mặt bên kia nào. Rồi, video unbox của tôi hôm nay thì đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video unbox tiếp theo nhé. Bye bye.